Kính chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam. Bên cạnh đó là những phân tích, nhận định và đánh giá liên quan đến trận đấu với đội tuyển U23 Philippines. Ngoài ra thì trong bản tin chúng tôi còn có cập nhật thêm các kênh sóng phát trực tiếp giải đấu U23 Đông Nam Á. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Trước ngày ra quân giải U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam đã có màn thử lửa với đội tuyển U23 Bahrain. Trước một đối thủ mạnh và sở hữu lối chơi tấn công nhanh, hiện đại, thầy và trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chơi ngang ngửa. Nhiều lúc đội tuyển U23 Việt Nam lại thể hiện sự vượt trội về khả năng pressing tầm cao, chủ động đôi công với đội tuyển U23 Bahrain, đặc biệt là trên phần sân của đối phương. Tuy nhiên, không thể giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Bahrain. Song màn thể hiện của đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam tin tưởng vào một kết quả khả quan trong giải đấu U23 Đông Nam Á này. Việc đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vương đó chính là những kỳ vọng mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong muốn. Ở giải đấu năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi với đấu pháp kiểm soát bóng, chủ động tấn công, hướng theo triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier đã nói từ trước. Với nòng cốt là lực lượng của đội tuyển U20 Việt Nam và U18 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin khẳng định mục tiêu đưa đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào đến trận chung kết của giải đấu. Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng nhận định đội bóng mạnh nhất ở giải đấu U23 Đông Nam Á 2023 đó chính là chủ nhà U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết sẽ không gây áp lực thành tích cho các học trò, song muốn toàn đội sẽ trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Đó cũng là cách để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và đội ngũ trợ lý của mình có thể hoàn thành được sứ mệnh là tuyển chọn các nhân tài, tạo ra một lớp kế cận, hội đủ yếu tố sẵn sàng để khoác áo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chinh phục những tầm cao mới ở giải vô địch châu Á hay là tấm vé tham dự FIFA World Cup 2026 và tương lai nữa. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương cũng đánh giá, sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam vốn không nhiều cơ hội để cầu thủ trẻ được trải nghiệm nên tham dự những giải đấu quốc tế có đẳng cấp cao là dịp để họ có thể phát triển trình độ cũng như là năng lực của cá nhân. Nhận xét về lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam ở kỳ này, ông Đoàn Minh Sương cho biết việc lựa chọn nòng cốt gồm những cầu thủ trẻ là hướng đi đúng đắn. Khi được rèn luyện, thi đấu với những đồng nghiệp cùng lứa, áp lực tâm lý của các cầu thủ sẽ giảm đi và họ tự tin để cạnh tranh sự công bằng, phấn đấu ghi điểm với bàn huấn luyện. Chúng ta cũng không nên tạo áp lực thành tích đối với các cầu thủ trẻ ở giai đoạn xây dựng nền móng. Như vậy là quý vị và các bạn có thể thấy được mục tiêu của thầy và trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu năm nay là có thể thi đấu cọ sát để qua đó tìm ra được những nhân tố tốt nhất để bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam chính thức của huấn luyện viên Philippe Troussier để có thể tham gia vòng loại U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu này sẽ chơi với tư cách là đội bóng cửa trên, đội bóng là nhà đương kim vô địch, đặc biệt là khi chạm trán với các đối thủ yếu như là đội tuyển U23 Lào hay là đội tuyển U23 Philippines. Nói về trận đấu với đội tuyển U23 Philippines, U23 Philippines đang gặp rất nhiều những khó khăn trong việc tìm kiếm thành công trong những năm gần đây. Họ đã không thể vượt qua vòng bảng trong 3 lần tổ chức U23 Đông Nam Á gần đây nhất. Tuy nhiên, đội bóng này đang có được một sự thay đổi tích cực với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roger. U23 Philippines đã có một số trận đấu giao hữu tốt trước giải đấu và đang có được tinh thần rất cao trước giải đấu này. Với những lời phát biểu hùng hồn đến từ vị trí của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đặt rất nhiều những kỳ vọng và hy vọng một lối đá đẹp mắt, ban bật đẹp mắt kiểm soát bóng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu U23 Đông Nam Á 2023, đặc biệt là với các đối thủ sừng sỏ hơn, đó chính là đội tuyển U23 Indo, Malaysia hay là đội tuyển U23 chủ nhà Thái Lan. Trước mắt thì chúng ta sẽ có các trận đấu tại bảng C, nơi có sự xuất hiện của đội tuyển U23 Lào và U23 Philippines. Ở cuối cùng trong bản tin này thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn những đơn vị tiếp theo sẵn sàng và phát trực tiếp các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cũng như là giải đấu U23 Đông Nam Á. Như vậy là các trận đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 sẽ được phát sóng trên kênh SCTV, đặc biệt là SCTV 15, SCTV 17 và SCTV 22. Ngoài ra thì chúng ta còn có VTV Card là đơn vị phân phối, sản xuất và trực tiếp toàn bộ các trận đấu của U23 Đông Nam Á trên đa nền tảng của VTV Card như là On Sport New, On Football và ứng dụng On Sport, On Plus, các kênh sóng của VTV Go, VTV 5, VTV 6. Ngoài ra thì chúng ta còn có phát trực tiếp tại TV 360 của đơn vị Viettel. Như vậy là chúng tôi đã cung cấp cho quý vị và các bạn một danh sách những kênh có thể phát trực tiếp các trận đấu của giải U23 Đông Nam Á. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông tin mới nhất, bổ ích từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!